trước cái thực trạng một số đối tượng thanh thiếu niên sử dụng cái phương tiện xe máy thay đổi kết cấu và đặc biệt là chạy nẹt pô lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà. Với sự ra quân quyết liệt của lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố Đông Hà, nhiều phương tiện vi phạm đã được ngăn chặn, kiểm tra, xử lý. Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố Đông Hà đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ đồng bộ chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện chuyển hóa địa bàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục phương tiện vi phạm đã bị bắt giữ, lập biên bản vi phạm. Hành vi vi phạm là thay đổi kết cấu phương tiện xe máy, chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, dàn hàng ngang. Điều đáng nói, hầu hết các đối tượng vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện xe máy, không có giấy phép lái xe. Qua khám xét nhanh, lực lượng tuần tra kiểm soát còn phát hiện đối tượng cất giấu dụng cụ hỗ trợ trong cốp xe máy, có đối tượng dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra phương tiện không xuất trình giấy tờ hợp lệ. Trong thời gian gần đây thì có một số thành phần thanh thiếu niên ở các nơi như là Gio Linh, Cam Lộ, rồi là Vĩnh Linh, đấy, Triệu Phong. Ở các nơi nó tập trung về là có một số là thường thường chạy xe có biểu hiện lạng lách đánh võng, nẹt bô. Vì vậy trong thời gian tới, chúng tôi ngoài cái việc xử lý nồng độ cồn, xử lý các cái phương tiện cơi nới thành thùng xe, xử lý các cái phương tiện dừng đỗ, rồi các loại phương tiện xe đường cấm vào thành phố, thì chúng tôi còn xử lý nghiêm các cái trường hợp mà thanh thiếu niên đi hàng ngang, rồi là sử dụng phương tiện là chế độ bô rồi lạng lách đánh võng trên các phương đến các tuyến đường trên đường phố và gây nguy hiểm cho bà con xung quanh. Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho xã hội, việc tuần tra kiểm soát xử lý của các lực lượng chức năng vẫn chưa đủ mà rất cần sự quan tâm phối hợp giáo dục từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, không để các em vì những giây phút nông nổi đua đòi dẫn đến